Wagner nói Kyiv đổ quân bất tận vào Bakhmut, nhưng tai cuộc có phải đang đến gần. Ukraine chờ đợi điều gì khi cắn răng bám trụ ở Bakhmut? Mặt khác, Nga khẳng định cản phá 8 vụ phá hoại nguy hiểm của Ukraine trong một ngày. Nga nêu lý do chưa đàm phán để gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Đáng chú ý, quan chức Mỹ cảnh báo Nga tiếp sức Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí hạt nhân. Các tin tức khác, Anh tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa chiến lược từ tàu ngầm. Ông Mike Pence đưa ra chỉ trích gay gắt nhất với cựu Tổng thống Trump. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, Nga và Ukraine vẫn bế tắc trong trận Bakhmut với mỗi bên kiểm soát khoảng một nửa thành phố. Nhưng sự giằng co không đồng nghĩa với im lặng. Ngược lại, các màn đọ sức nảy lửa liên tục diễn ra, khiến đôi bên đều tử thương vô số, bao gồm mất đi những người lính thiện chiến nhất, khó lòng bù đắp được. Tổng thống Ukraine Zelensky cuối ngày 12 tháng 3 nói rằng lực lượng của Kyiv đã tiêu diệt hơn 1.100 binh sĩ Nga trong vòng vài ngày ở Bakhmut. Trong chưa tới một tuần, từ ngày 6 tháng 3 đến nay, chúng ta sẽ triệt hạ hơn 1.100 quân địch chỉ riêng ở trận Bakhmut, khiến Nga chịu tổn thất không thể bù đắp, ông Zelensky khẳng định. Nhà lãnh đạo Kyiv nói thêm, phía Moscow còn có khoảng 1.500 binh sĩ bị thương nặng và không thể tiếp tục chiến đấu. Ukraine còn tuyên bố đã phá hủy hàng chục khí tài và hơn 10 kho đạn của đối phương tại Bakhmut. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 3 cho biết đã loại bỏ hơn 220 binh sĩ Ukraine trong vòng 24 giờ ở hướng Donetsk. Các con số nói trên chưa thể kiểm chứng độc lập. Cả Nga lẫn Ukraine đều không thông báo tổn thất của phe mình. Hiện giờ, theo Reuters, lực lượng Ukraine kiểm soát phần phía tây của Bakhmut, thành phố hoang lạnh và điêu tàn với rất ít người còn bám trụ. Trong khi đó, chiến binh Wagner và lính dù Nga kiểm soát nửa phía đông Bakhmut, hai bên đối mặt nhau qua dòng sông Bakhmutka, chia đôi thành phố. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 12 tháng 3 khẳng định tình hình ở Bakhmut cực kỳ khó khăn. Ông nói, khi chúng tôi càng tiến gần hơn tới trung tâm thành phố, các trận đánh càng bùng lên nghiệt ngã và khó khăn. Phía Ukraine đang tung ra lực lượng dự bị bất tận, nhưng chúng tôi đang và sẽ tiếp tục tiến lên. Ông Prigozhin nói thêm rằng, quân nhân Nga đã chia sẻ đạn dược với Wagner. Hôm qua, ngày 11 tháng 3, chúng tôi có 15 xe chở đạn. Hôm nay thì có 12 xe và tôi nghĩ rằng sẽ có thêm nguồn cung cấp. Ông chủ Wagner khẳng định không có mâu thuẫn giữa các chiến binh của mình với binh sĩ chính quy Nga, bất chấp những tranh cãi công khai giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga trong thời gian dài. Ngoài ra, ông Prigozhin thông báo Wagner sẽ bắt đầu củng cố sức mạnh và tuyển mộ thêm chiến binh sau khi hoàn tất kiểm soát Bakhmut. Ông khẳng định muốn biến công ty bán vũ trang trở thành một đội quân chiến đấu vì lý tưởng, vì công lý cho Moscow. Gần đây, tập đoàn Wagner cho biết đã mở trung tâm tuyển quân trên khắp 42 thành phố Nga. Truyền thông Nga vào cuối tuần qua khẳng định lực lượng tấn công đường không của Moscow đã giành vị trí thuận lợi tại Bakhmut, trong khi các nhà phân tích ở Washington cho rằng chiến binh Wagner đang muốn vây hãm và đột kích đội quân phòng thủ của Ukraine trong nhà máy luyện kim. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 12 tháng 3 dẫn lời một quan chức thân Moscow ở Luhansk cho rằng Nga đang có vị trí thuận lợi để tiến công vào trung tâm Bakhmut, trong khi phía Ukraine chỉ đơn thuần chống đỡ, không còn nhiều dư địa để phản ứng. Ông Andrei Marokko, một cựu chỉ huy ở Luhansk, nói với TASS rằng quân Nga đang bao vây đối phương ở xung quanh nhà máy luyện kim, vì vậy đang kiểm soát chuyển động của các chiến binh Ukraine. Ngày 10 tháng 3, trang tin Pravda của Nga cho biết một phóng viên chiến trường Nga đăng lên Telegram rằng chiến binh Wagner đã tiến vào nhà máy luyện kim Azov ở phía bắc thành phố Bakhmut. Wagner bắt đầu di chuyển sâu hơn vào khu vực công nghiệp. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở Mỹ ngày 11 tháng 3 nhận định Wagner có thể đang tập trung tác chiến đô thị, bao gồm ở xung quanh khu phức hợp nhà máy Azov. Do chiến đấu ở đô thị rất dữ dội và phức tạp, chuyên gia Mỹ nhận định lực lượng Wagner khó có bước tiến đáng kể trong tương lai gần. Trong ngày 11 tháng 3, Wagner đã không thể tiến thêm ở Bakhmut.
dù các trận cận chiến vẫn bùng nổ. Theo đài CNN, ngày 12 tháng 3, lực lượng biên phòng Ukraine đã đăng video cho thấy nhà máy công nghiệp ở bên trong Bakhmut. Lính biên phòng cho biết, ngày hôm kia, một đơn vị từ Luhansk của chúng tôi đã giao tranh với kẻ địch ở một trong các khu công nghiệp. Ngày trước đó, lực lượng phòng vệ Ukraine chống trả nhiều đòn tấn công của địch. Để tiếp tục đà tấn công, đội quân đánh thuê của Nga cũng ẩn náu trong các nhà xưởng để khôi phục sức mạnh. Người lính biên phòng nói thêm, lựu đạn của Ukraine có thể hạ gục các tay súng máy Wagner bảo vệ bên ngoài tòa nhà. Sau đó, một nhóm trinh sát sẽ di chuyển vào trong và tiêu diệt lính đánh thuê. Để tiêu diệt tàn dư kẻ thù, lực lượng biên phòng Ukraine đã tổ chức mai phục vào giữa đêm tối trong một cuộc đột kích bất ngờ. Nhóm bắn tỉa Ukraine đã vô hiệu hóa 6 kẻ tấn công, người lính nói thêm trong video. Theo binh sĩ này, phía Nga đã tiến vào khu vực công nghiệp của Bakhmut nhưng bị đẩy lùi nhiều lần. Dù vậy, các lực lượng của Moscow vẫn không bỏ cuộc. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine ngày 12 tháng 3 khẳng định Nga đang tiếp tục đột kích vào Bakhmut nhưng phía Kiev bảo vệ hiệu quả thành phố này. Cùng ngày 12 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định Kiev quyết tâm chiến đấu ở Bakhmut để tránh cho các khu dân cư xung quanh phải chịu số phận tương tự. Từng là thành phố xinh đẹp với hơn 70.000 dân, Bakhmut hiện giờ đã trở thành một địa ngục hoang tàn, đổ nát. Hôm 10 tháng 3, ông trùm Wagner nói rằng ai cũng biết Ukraine đang chuẩn bị phản công, phá vòng vây Bakhmut và dĩ nhiên chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn cản chuyện đó, ông khẳng định. Các chuyên gia phương Tây cho rằng tàn cuộc ở Bakhmut đang đến gần, thành phố đã điêu tàn và cũng không có giá trị chiến lược lớn. Thắng lợi ở đây chủ yếu mang tính biểu tượng, trong khi đó Ukraine đã củng cố phòng tuyến ở các vị trí xung quanh Bakhmut, vốn thuận lợi hơn cho phòng thủ vì có địa hình cao. Tuy vậy, các trận đánh cuối cùng xung quanh nhà máy Azov hay dòng sông Bakhmutka chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt và khiến các bên mất mát nhiều hơn. Theo Reuters, Ukraine đã quyết định cắn răng ở lại và tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut, dù từng thể hiện dấu hiệu muốn rút lui. Các chuyên gia cho rằng Kiev đang cố gắng thực hiện hai mục tiêu ở hoàng ngục này. Thứ nhất, tiêu diệt các chiến binh mạnh của Nga càng nhiều càng tốt. Thứ hai, kéo dài thời gian để chuẩn bị phản công vào mùa xuân, khi thời tiết ấm hơn và xe tăng của phương Tây cũng kịp thời lăn bánh tới tiền phương. Reuters dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng cuộc phản công của Ukraine tốt nhất nên bắt đầu vào tháng 4, tháng 5 khi điều kiện thời tiết cải thiện và nguồn viện trợ đến nơi bao gồm các xe tăng hạng nặng Leopard do Đức sản xuất và Challenger do Anh cung cấp. Quân nhân Leonid Khoda chỉ huy một lữ đoàn tăng ở phía nam vùng Donetsk được người trao huy chương Anh hùng Ukraine vào tháng 3 năm ngoái. Mới đây chia sẻ với Reuters rằng Kiev hy vọng xe tăng phương Tây sẽ giúp thay đổi đáng kể chiến thuật. Ai nấy đều đang chờ đợi, lữ đoàn tăng số 1 đang chờ đợi. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ gửi binh sĩ tham gia tập huấn điều khiển xe tăng Leopard 2A6. Xe tăng phương Tây có tầm bắn xa hơn, ngoài ra có các năng lực như tác chiến điện tử. Nếu biết cách sử dụng, xe tăng chủ lực có thể hủy diệt mục tiêu ngay cả khi kẻ thù chưa tiến sâu vào tầm bắn, chỉ huy Khoda chia sẻ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức đăng ngày 12 tháng 3 đã kêu gọi phương Tây tăng tốc gửi đạn dược cho Ukraine, cũng như nên bắt đầu huấn luyện phi công nước này sử dụng tiêm kích hiện đại của phương Tây. Ông Kuleba nói rõ, không kỳ vọng phương Tây sớm viện trợ tiêm kích, nhưng dù sao các binh sĩ cần được huấn luyện trước để tiết kiệm thời gian. Mặt khác, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao EU cho biết nguồn quỹ của khối để mua chung vũ khí gửi tới Ukraine có thể sớm tăng lên đến 3,5 tỷ euro. Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 12 tháng 3 khẳng định đã chặn đứng cuộc tấn công của Nga nhằm vào hai pháo đài vững chắc ở Donetsk, hãng thông tấn Anadolu đưa tin. Lực lượng biên phòng Ukraine thông báo trên ứng dụng Telegram, tại hướng Donetsk, những người lính biên phòng đã chặn đứng hai cuộc đột kích lớn vào hai pháo đài quan trọng. Hoạt động trinh sát đường không đã phát hiện các đơn vị súng trường của địch, sau đó pháo binh đã đẩy lùi nỗ lực tiến công. Thông báo viết thêm, các lực lượng bộ binh ủng hộ Moscow với pháo binh yểm trợ đã cố gắng đột kích ở trung tâm Bakhmut. Tuy nhiên, phía Ukraine đã dùng lựu đạn và súng tiểu liên tiêu diệt các đơn vị của địch. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Quân y Ukraine ngày 12 tháng 3 cho biết họ mất khoảng 30 đến 35 phút để đưa người bị thương tới bệnh viện dã chiến thuộc vùng Donetsk, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và số lượng thương binh.
Mưa mùa xuân và tuyết tan đã khiến nhiều con đường ở miền đông Ukraine trở nên lầy lội, khó di chuyển. Một quân y Ukraine tên Volodymyr, 27 tuổi, nói với Reuters, nhiều lúc chúng tôi phải chạy chậm hơn nếu chở người bị thương nặng do vết thương quá nghiêm trọng. Bất kỳ sự sốc nảy nào cũng làm tình hình tồi tệ hơn. Đơn vị của Volodymyr đóng quân tại một vị trí không tiết lộ thuộc vùng Donetsk, nơi Nga kiểm soát phần lớn và muốn kiểm soát toàn bộ. Andriy, bác sĩ 36 tuổi cho biết bệnh nhân đang vật lộn để thở, có lẽ bị tổn thương phổi. Tôi phải kiểm tra phổi của bệnh nhân. Tôi sẽ gây mê để anh ấy không cảm thấy đau đớn. Tình hình đang rất nóng ở Donetsk trong vài tuần gần đây, nóng hơn bao giờ hết. Yevhen, một bác sĩ quân y khác 41 tuổi chia sẻ. Hãng tin Anadolu cho hay, Nga ngày 12 tháng 3 khẳng định đã cản phá 8 nỗ lực phá hoại của Ukraine ở nhiều nơi, bao gồm Kharkiv, Luhansk, Donetsk và Zaporizhia. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 5 nhóm thám báo của Kiev đã cố gắng phá hoại ở khu định cư Stelmakhivka thuộc Luhansk và 3 khu vực khác thuộc tỉnh Kharkiv. Ngoài ra, 3 hành động phá hoại tương tự cũng diễn ra ở Donetsk và Zaporizhia. Tất cả đều bị ngăn chặn. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, xung đột ở Ukraine đã khiến 8.173 người dân thiệt mạng và 13.620 người khác bị thương. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Giao tranh đã tiếp diễn suốt 383 ngày và chưa có dấu hiệu sớm khép lại. Quan chức thân Moscow ngày 12 tháng 3 cáo buộc Ukraine tiếp tục pháo kích vào khu vực dân cư do quân đội Nga kiểm soát ở Donetsk. Thị trưởng thành phố Donetsk, vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Alexei Kulezin cho biết đô thị này đã bị quân Ukraine tấn công 4 lần bằng pháo phản lực bắn loạt. Nhiều khu vực dân cư bị ảnh hưởng và nhiều đường dây tải điện bị hư hỏng. Phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc. Bà Svetlana Boyko, 66 tuổi, bị thương khi đạn pháo rơi vào căn hộ. Bà nói với Reuters rằng, nhiều làn đạn đã bay ngang qua khu vực nhưng trước đây chưa tấn công chúng tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chúng tôi nhìn thấy đạn pháo rơi xuống. Vậy đây chính là điều xảy ra trong năm 2023 hay sao? Bà nói thêm, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 thông báo, chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục tại vùng Donetsk trong vòng 24 giờ, phía Nga khẳng định đã loại bỏ hơn 220 binh sĩ Ukraine cùng với một phương tiện chiến đấu bộ binh, 3 xe thiết giáp và một pháo D-30. Trong cập nhật tình báo ngày 12 tháng 3 về cục diện ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng trong số các binh sĩ Nga thiệt mạng ở nước hàng xóm, chiếm tỷ lệ cao là người dân tộc thiểu số. Ngược lại, cư dân các thành phố lớn như Moscow hay St. Petersburg không có tỷ lệ tử thương lớn. Tình báo Anh ngày 12 tháng 3 viết trên Twitter, giới tinh hoa Nga, đặc biệt là người đến từ các thành phố lớn nhất như Moscow hay St. Petersburg, chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các binh sĩ tử trận trong xung đột ở Ukraine. Tại các tỉnh miền đông của Nga, con số binh lính thiệt mạng có thể cao gấp 30 lần so với con số ở Moscow. Tình báo Anh nhận định, các dân tộc thiểu số đang gánh chịu thiệt hại lớn nhất ở một số tỉnh. Tình báo Anh đưa ra thông tin vắn tắt và không giải thích cách thu thập hay phân tích số liệu của mình. Phía Moscow chưa đưa ra bình luận. Theo ước tính của Ukraine, có gần 160.000 lính Nga thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Chỉ trong một ngày 11 tháng 3 vừa qua, đã có thêm 1.090 binh sĩ Nga nằm lại ở chiến trường. Tuy vậy, các con số mà Kiev đưa ra luôn cao hơn ước tính của phương Tây. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh cho biết binh sĩ Nga cùng lực lượng bán vũ trang gánh chịu đến 200.000 thương vong từ đầu xung đột, bao gồm 60.000 người chết, còn lại bị thương. Nga đã không công bố số liệu binh sĩ thiệt mạng kể từ tháng 9 năm ngoái. Lúc đó, Moscow nói Kiev chịu tổn hao sinh lực gấp 10 lần Nga. Nga chưa đồng ý gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen với Ukraine, dù thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 3. Phía Moscow cho biết, chỉ có ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu tuân theo thỏa thuận, trong khi nông sản của Nga vẫn bị chặn lại do lệnh trừng phạt của phương Tây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12 tháng 3
ra thông cáo, chúng tôi nắm được tuyên bố của nhiều bên, bao gồm chính quyền Kiev về việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 3. Hiện không có cuộc đàm phán nào về vấn đề này, đặc biệt là với sự tham gia của các đại diện Nga. Bà Zakharova cho biết, Nga luôn giữ vững lập trường của họ về bình thường hóa xuất khẩu nông sản và ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, tuân theo thỏa thuận với Kiev do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian hồi mùa hè năm ngoái. Phát ngôn viên nhấn mạnh, Nga mong muốn đóng góp để giúp toàn cầu vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt là giúp đỡ các nước gặp khó khăn ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Tuy vậy, bà Zakharova lưu ý, chúng tôi phải nói rằng, cho đến nay, chỉ có phần xuất khẩu của Ukraine được thực hiện hiệu quả. Còn xuất khẩu nông sản của Nga tiếp tục bị chặn bởi các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây. Bà nói thêm rằng, một vòng tham vấn khác giữa phái đoàn Nga và các quan chức Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 13 tháng 3. Hồi tháng 7 năm 2022, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một thỏa thuận tại Istanbul để nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng Biển Đen của Ukraine sau khi hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn do xung đột. Báo Anh The Telegraph ngày 10 tháng 3 dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo Nga đang giúp Trung Quốc sản xuất plutonium có thể dùng để mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Cụ thể, tờ báo viết rằng Rosatom, công ty năng lượng hạt nhân độc quyền của Nga do nhà nước quản lý, đã cung cấp uranium được làm giàu cao cho các lò phản ứng của Trung Quốc. Từ đó, Bắc Kinh có thể nhanh chóng sản xuất plutonium đến mức độ dùng cho vũ khí hạt nhân. Ông John Applebaum, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói trước cuộc họp một tiểu ủy ban quốc hội vào hôm 8 tháng 3 rằng, Lầu Năm Góc quan ngại về mối quan hệ Nga-Trung Quốc khi nhìn thấy Moscow đang giúp đỡ đối tác châu Á mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Thật đáng lo ngại khi nhìn thấy Nga và Trung Quốc đang hợp tác như vậy, ông Plum phát biểu. Quan chức cho rằng họ có lẽ đang thảo luận về vấn đề sản xuất plutonium và dùng nó cho vũ khí. Dĩ nhiên, điều đó phù hợp với lo ngại của chúng ta về Trung Quốc tăng cường quy mô lực lượng hạt nhân. Bởi vì mọi người đều biết rằng để sản xuất thêm vũ khí hạt nhân thì cần có thêm plutonium. Trung Quốc đang xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân neutron nhanh, gọi là dự án CFR-600 ở đảo Trường Biểu, ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. Nhiều chuyên gia quốc tế quan ngại rằng hai lò phản ứng hạt nhân mới mà Trung Quốc đang xây dựng sẽ sản xuất plutonium sử dụng cho mục đích kép, dân sự và quân sự. Mỗi lò phản ứng CFR-600 có thể sản xuất khoảng 200 kg plutonium cấp độ vũ khí mỗi năm, đủ để chế tạo 50 đầu đạn hạt nhân. Theo Telegraph, cùng với các nguồn lực khác, Trung Quốc có thể tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân lên 1.270 đầu đạn đến năm 2030, theo ước tính của một tổ chức nghiên cứu Mỹ. Trung Quốc được tin là có kế hoạch gia tăng nhanh chóng kho hạt nhân để đảm bảo khả năng răn đe Mỹ. Tướng Anthony Cotton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, vào tháng trước nói với Quốc hội ở Washington rằng Trung Quốc hiện có số hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiều hơn so với Mỹ, mặc dù phần lớn trong số chúng không trang bị tên lửa hoặc đầu đạn. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bay đến San Diego, Mỹ ngày 12 tháng 3, chuẩn bị thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Anthony Albanese để thống nhất các chi tiết trong hiệp ước AUKUS nhằm phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như các nội dung hợp tác an ninh khác giữa ba nước đồng minh. Anh cùng với Mỹ và Úc vào năm 2021 đã công bố Hiệp ước An ninh AUKUS như một phần trong nỗ lực kìm hãm sự phát triển quân sự của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc gặp ba nhà lãnh đạo ở San Diego hôm 13 tháng 3 dự kiến sẽ là bước quan trọng tiếp theo để Úc có thể nhận công nghệ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, mà trước đây Washington chỉ chia sẻ bí mật này với London vào thập niên 1950. Anh khẳng định sự hợp tác giữa ba nước sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm ở mỗi quốc gia. Nó đặc biệt có ý nghĩa ở Anh để đảo ngược tình hình tăng trưởng kinh tế ảm đạm. Theo thỏa thuận AUKUS ban đầu được công bố năm 2021, Mỹ và Anh nhất trí cung cấp cho Úc công nghệ và năng lực để phát triển tàu ngầm hạt nhân. Mới đây, các quan chức Mỹ nói với Reuters, theo thỏa thuận, đến đầu thập niên 2030, Úc sẽ có thể mua 3 tàu ngầm Love Virginia và có lựa chọn mua thêm 2 chiếc nữa. Đến cuối thập niên 2030, các nước đặt mục tiêu sẽ có một lớp tàu ngầm mới được chế tạo với thiết kế của Anh và công nghệ của Mỹ, một quan chức ở Washington tiết lộ. AUKUS được kỳ vọng là dự án quốc phòng lớn nhất của Úc từ trước đến nay.
Úc hiện có hạm đội gồm 6 tàu ngầm thông thường lớp Collins được kéo dài thời gian phục vụ tới năm 2036. Tàu ngầm hạt nhân có thể lặn dưới nước lâu hơn tàu ngầm thông thường, vì vậy khó bị phát hiện hơn. Canberra nhấn mạnh sẽ không trang bị vũ khí hạt nhân cho các tàu ngầm mới. Bắc Kinh chỉ trích các nước phương Tây đang ra sức kìm hãm sự phát triển quân sự của Trung Quốc, đồng thời làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang ở khu vực thông qua những khối liên minh như AUKUS. Trong khi lãnh đạo ba nước Úc, Anh, Mỹ họp mặt vào cùng ngày 13 tháng 3, London cũng công bố tài liệu đánh giá tích hợp cập nhật các chính sách của Vương quốc Anh về an ninh, quốc phòng và đối ngoại nhằm phản ứng với những mối đe dọa mới. Lần trước Anh cập nhật tài liệu là năm 2021, sau đó Nga đã tấn công Ukraine, đồng thời căng thẳng giữa phương Tây với Trung Quốc cũng gia tăng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 12 tháng 3 cho biết, London sẽ dành thêm 5 tỷ bảng Anh để bổ sung kho dự trữ đạn dược và tài trợ cho giai đoạn tiếp theo trong thỏa thuận hợp tác AUKUS. Nói với phóng viên trên tàu sân bay USS Midway, nay là một bảo tàng ở San Diego, ông Sunak cho biết, hôm nay chúng tôi vừa công bố tài liệu tích hợp, vạch ra chính sách đối ngoại và cách tiếp cận về vấn đề an ninh của Anh. Rõ ràng thế giới đang ngày càng trở nên biến động, các mối đe dọa với an ninh của chúng ta đã tăng lên. Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư thêm 5 tỷ bảng cho lực lượng vũ trang đẳng cấp thế giới của Anh trong vòng 2 năm tới và tăng ngân sách quốc phòng lên 2,5% GDP nhằm đảm bảo chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thế giới về quốc phòng và đảm bảo an ninh quốc gia. Theo Reuters, ông Sunak cũng chịu áp lực lớn trong nước về bài toán giúp Bộ Quốc phòng chiến đấu với lạm phát, đồng thời đáp ứng nhu cầu đạn dược và khí tài hạng nặng đã gia tăng đáng kể sau khi một lượng lớn vũ khí gửi tới Ukraine. Mặt khác, Thủ tướng Sunak nói ông hiểu được sự lo ngại sau cú sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank, nhưng trấn an rằng chính phủ của ông đang tìm biện pháp giải quyết. Chính phủ Anh đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho các công ty công nghệ của nước này, do Silicon Valley Bank cũng đã đóng cửa chi nhánh ở London. Tôi đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính suốt cuối tuần trên chuyến bay. Chúng tôi thảo luận với Ngân hàng Anh và các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp tốt nhất. Chính phủ sẽ đưa ra thông báo rõ hơn trong thời gian tới. Nhưng tôi muốn trấn an mọi người rằng chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành công nghệ hàng đầu thế giới của Anh và các công việc chất lượng cao trong ngành này, cũng như đảm bảo sự bền bỉ của hệ thống tài chính, ông Sunak khẳng định. Chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 3 cho rằng Triều Tiên nên nhận ra họ không thể đạt được bất kỳ lợi ích gì thông qua leo thang căng thẳng ở khu vực. Thông báo của Seoul đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm, ngay trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đợt tập trận chung. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm ngày 12 tháng 3 nhằm chứng minh Bình Nhưỡng quyết tâm kiểm soát tình hình khu vực khi Mỹ và Hàn Quốc đang ngày càng thể hiện lộ liễu mục đích tập trận quân sự để chống lại Triều Tiên, đài KCNA nhấn mạnh. Sau vụ phóng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đang cảnh giác cao độ và cộng đồng tình báo nước này đang làm việc chặt chẽ với phía Mỹ để phân tích chi tiết cuộc thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc nói thêm, không phải mọi thứ Bình Nhưỡng tuyên bố về vụ phóng đều chính xác. Trong khi đó, cuộc tập trận lá chắn tự do của binh sĩ Mỹ-Hàn dự kiến kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ thứ Hai ngày 13 tháng 3. Quy mô tập trận lần này là lớn nhất kể từ năm 2017, bao gồm nhiều nội dung diễn tập trên thực địa, kể cả tấn công đổ bộ nhằm nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của quân đội hai nước. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirzadollahian ngày 12 tháng 3 nói trên đài truyền hình nhà nước rằng Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, Washington lại nói đây là tuyên bố sai sự thật của Tehran. Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Iran cho biết liên quan đến vấn đề trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trong những ngày gần đây. Và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ với phía Mỹ, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc trao đổi tù nhân trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, một quan chức Nhà Trắng bác bỏ tuyên bố của phía Iran về việc trao đổi tù nhân, nhưng nói thêm rằng Mỹ cam kết đảm bảo việc phóng thích các công dân nước này bị giam giữ ở Iran. Một trong số đó là ông Shamak Namazi, doanh nhân mang hai quốc tịch Mỹ-Iran, đã bị Tehran kết án 10 năm tù vào năm 2016 vì tội làm gián điệp và hợp tác với chính phủ Mỹ. Ngoài ra, Emad Shaghi, một doanh nhân người Mỹ gốc Iran, đã bị bắt lần đầu tiên vào năm 2018 khi ông đang làm việc cho một công ty đầu tư công nghệ. Nhà môi trường người Mỹ gốc Iran, Mojad Tabas, cũng đang bị giam. Các nguồn tin Iran nói với Reuters rằng
hai quốc gia trong khu vực đã tham gia vào một loạt cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington về việc thả tù nhân. Theo Reuters, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence vừa đưa ra lời chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào cấp trên cũ, cựu tổng thống Donald Trump. Vào tối ngày 11 tháng 3, ông Pence nói với cánh phóng viên và khách tham dự tiệc Credirin, một sự kiện thường niên của giới cổ cồn trắng ở Washington DC rằng Tổng thống Trump đã sai trong vụ tấn công The Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Pence khẳng định, tôi không có quyền lật ngược kết quả bầu cử và những lời nói liều lĩnh của ông ấy đã đe dọa an toàn của gia đình tôi, cũng như của tất cả mọi người có mặt tại Capitol ngày hôm đó. Ông Pence đang làm việc tại đồi Capitol khi hàng ngàn người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, cố gắng ngăn cản Thượng viện chứng thực kết quả bầu cử năm 2020 với kết quả chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong ngày 6 tháng 1 hôm đó, ông Trump liên tục đăng tweet với một bài đăng kêu gọi phe Cộng hòa tiếp tục chiến đấu. Cựu Tổng thống Trump cũng chỉ trích Phó tướng Pence vì đã chứng thực kết quả bầu cử khi ông giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Theo truyền thông, ông Pence, người được lực lượng an ninh hộ tống trong vụ tấn công náo loạn Capitol, hiện đang tìm cơ hội tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo đó, ông sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố tranh cử. Ông Pence đã nhiều lần bảo vệ hành động của mình trong ngày 6 tháng 1, nhưng vừa qua đã có tuyên bố gay gắt nhất nhắm thẳng vào cấp trên cũ Donald Trump. Người phát ngôn chính phủ Pháp Olivier Véran ngày 12 tháng 3 cho biết, chính phủ sẽ không từ bỏ dự luật cải cách lương hưu đã được thông qua tại Thượng viện Pháp, trong khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên toàn quốc. Với 195 phiếu thuận và 112 phiếu chống, Thượng viện Pháp tối ngày 11 tháng 3 đã thông qua dự luật tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi. Chúng tôi đã đạt được một bước tiến quan trọng và sẽ không bỏ cuộc, phát ngôn viên Véran khẳng định. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tham vấn với các đảng phái chính trị để dự luật được cả hai viện của Quốc hội thông qua trong tuần này. Trong khi đó, hàng loạt cuộc biểu tình và đình công đã ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu, giao thông công cộng và hoạt động thu gom rác nhằm gây áp lực buộc chính phủ rút lại kế hoạch lương hưu. Dự kiến dự luật sẽ được một ủy ban gồm các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Pháp tiếp tục xem xét, dự kiến vào ngày 15 tháng 3. Nếu ủy ban nhất trí thông qua, một cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở cả hai viện có thể sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Tuy vậy, đảng của Tổng thống Macron vẫn chưa thể nắm chắc sự ủng hộ tại Hạ viện. Cùng lúc đó, những người phản đối cuộc đại tu chính sách hưu trí đã lên kế hoạch tiến hành thêm một ngày biểu tình, đình công trên toàn quốc vào thứ Tư, ngày 15 tháng 3. Một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đến tỉnh Bắc Kivu của Congo vào hôm 11 tháng 3, sau đó đến thăm một trung tâm lánh nạn dành cho những người di tản khỏi vùng xung đột. Ông Nicolas de Rivière, đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an cam kết hỗ trợ hòa bình ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Giao tranh giữa quân đội Congo và M23, một nhóm phiến quân tuyên bố đại diện cho lợi ích của sắc tộc Tutsi ở miền đông Congo, đã đẩy khu vực vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, khiến hơn 600.000 người phải di dời. Congo cáo buộc nước hàng xóm Rwanda đã ủng hộ các nhóm phiến quân. Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, Pháp và các cường quốc khác cũng đưa ra cáo buộc tương tự. Nhưng Rwanda phủ nhận điều này và nói rằng họ đang bị coi là vật tế thần vì sự kém cỏi về quân sự của Congo. Trong chuyến thăm của phái đoàn Liên Hợp Quốc tới trại dành cho những người tản cư, Bộ trưởng Bộ Nhân đạo Congo Modeste Mutinga cho biết ông hy vọng rằng một thông điệp rõ ràng được gửi tới Rwanda sẽ mang lại hòa bình và cho phép những người tản cư có thể trở về nhà. Một người di tản đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng, nguồn cơn khiến cho hàng trăm nghìn người như anh phải di tản, trong khi họ chỉ có một mong ước duy nhất là được trở về nhà. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 3, đã chào đón người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới thủ đô Tehran. Hai nhà lãnh đạo đã tham dự lễ đón danh dự trước khi bắt đầu hội đàm song phương. Theo truyền thông nhà nước Belarus, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế và thương mại. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Lukashenko trong vài tuần, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ít nhất 6 người thiệt mạng ở Peru khi bão Yaku tiếp tục càn quét, gây mưa lớn xối xả. Hàng trăm nghìn gia đình ở miền Bắc đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt thiên tai này. Nhà chức trách Peru cho biết, tổng cộng có 58 người tử vong từ đầu mùa mưa đến nay, ước tính đã kéo dài vài tháng, nhưng giới chức không thông báo mốc thời gian cụ thể.
Tổng thống Dina Bolote đã thăm khu vực thiên tai ở miền Bắc vào hôm 11 tháng 3, cam kết sẽ nhanh chóng gửi hàng viện trợ nhân đạo. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực bị mưa bão hoành hành dữ dội nhất, bao gồm Lambayeque, Piura, Tumbes. Những đám mây bão đã phủ kín một vườn nho ở Fresno, bang California, Mỹ, sau đó đem tới mưa đá ở khu vực ngày 12 tháng 3, theo Reuters. Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ cho biết các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp diễn ở tiểu bang trong vài ngày tới, bao gồm tuyết rơi nặng hạt và mưa lớn ở miền Bắc California. Theo dự báo, vùng núi Sierra Nevada sẽ bị tuyết phủ dày từ 60 đến 120cm vào đầu tuần này. Nhà chức trách cũng cảnh báo về lũ lụt hoành hành trên khắp vùng trung tâm California, mở rộng đến các khu vực của tiểu bang lân cận Nevada. Nhiều khu vực bang Queensland của Úc đã bị ngập nặng sau đợt lũ lớn vào Chủ nhật ngày 12 tháng 3, đợt lũ càn quét sau nhiều trận mưa xối xả trong tuần qua. Đặc biệt, thị trấn xa xôi Burkittown, cách thành phố Brisbane khoảng 2.100 km, đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ chưa từng thấy. Mực nước dâng cao ở Burkittown khiến nhiều vùng đất canh tác và tài sản của người dân bị nhấn chìm. Quan chức địa phương Dan McKinley cho biết vào hôm Chủ nhật rằng 97 cư dân đã được sơ tán trong 48 giờ qua. Ông nói với đài ABC, nước lũ ở thị trấn dâng cao chưa từng thấy, khắp nơi dường như đều đã biến thành đại dương. Cơ quan khí tượng Úc cho biết mực nước trong khu vực đã đạt đỉnh vào Chủ nhật, vượt qua mức lũ kỷ lục hồi tháng 3 năm 2011 là 6,78 mét. Dự báo mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành nhưng với cường độ giảm dần trong tuần này. Lũ lụt thường xuyên càn quét ở miền Đông Úc trong 2 năm qua do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài nhiều năm. Vào tháng 1 năm nay, lũ lụt được mô tả là trăm năm có một đã càn quét các nơi thuộc lãnh thổ Bắc Úc. Tác phẩm điêu khắc cổ bằng đá cẩm thạch từ đền Parthenon từ lâu đã là nguồn cơn gây tranh cãi giữa Hy Lạp và Bảo tàng Anh, nơi đang lưu trữ bộ sưu tập quý giá này. Gần đây, một nhóm vận động để giải quyết mâu thuẫn lâu năm cho biết rằng các báu vật khảo cổ có khả năng quay về Hy Lạp, dù cho vấn đề quyền sở hữu vẫn còn bị bỏ ngỏ. Hy Lạp đã yêu cầu các bảo tàng khác trên thế giới nối bước bảo tàng Vatican hồi tháng trước đã đồng ý trao lại cho Athens các mẫu vật 2.500 tuổi của đền Parthenon. Parthenon là một ngôi đền thờ thần Athena được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Quốc gia Nam Âu từ lâu đã kêu gọi London trao trả vĩnh viễn tác phẩm điêu khắc thuộc về đền Parthenon mà nhà ngoại giao người Anh Elgin đã lấy đi từ ngôi đền vào đầu thế kỷ 19 trong lúc ông giữ vai trò đại sứ ở đế chế Ottoman, khi đó cai trị Hy Lạp. Trong nhiều năm qua, dự án Parthenon đã được thiết lập ở Anh với sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng và chính trị gia thuộc nhiều đảng khác nhau của xứ sở sương mù. Dự án này đề xuất bảo tàng Anh trao lại vĩnh viễn tác phẩm điêu khắc cổ cho Ai Cập thông qua một thỏa thuận đối tác văn hóa. Nhóm vận động cho rằng việc giao lại các mẫu vật cho Hy Lạp để trưng bày tại bảo tàng Acropolis ở Athens sẽ giúp hoàn thiện nhất quán cả công trình nghệ thuật phù hợp với tầm nhìn của nhà sáng tạo. Sarah Baxter, một thành viên cố vấn cho dự án Parthenon cho rằng thiện chí của Anh, Hy Lạp và đề xuất về trao trả cổ vật sẽ giúp ích cho tất cả các bên. Chúng tôi muốn giúp giải quyết một vướng mắc đã tồn tại suốt hàng trăm năm. Từ khi tác phẩm điêu khắc đến Anh Quốc, chủ đề này đã gây tranh cãi dữ dội. Bây giờ là lúc các bên thể hiện thiện chí và đưa ra một giải pháp, bà Baxter nói. Theo Reuters, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Chủ tịch Bảo tàng Anh George Osborne đang có nhiều cuộc thảo luận về việc trao đổi trưng bày các bảo vật cổ. Theo đó, Bảo tàng Anh trao lại các tác phẩm bằng đá cẩm thạch cho Athens, đổi lại một số tác phẩm khác sẽ lần đầu tiên được trưng bày bên ngoài Hy Lạp. Chủ tịch Bảo tàng Anh Osborne trước đó đã bày tỏ khó trao trả vĩnh viễn tác phẩm điêu khắc cẩm thạch về Hy Lạp do quá trình thay đổi luật lệ rất phức tạp. Thay vào đó, ông đề xuất một thỏa thuận để bộ sưu tập có thể được trưng bày ở cả London và Athens. Tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!